Nhiều nơi ở Hà Nội, người dân đang phản ánh việc chìa khóa thông minh bị phá sóng, không thể mở xe ô tô, xe máy hay là cửa cuốn. Liên quan tới vấn đề này, Cục Tần số Vô Tuyến Điện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cử lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra. Cục này đã nhận thêm thông tin của người dân ở 4 điểm ở Hà Nội xảy ra hiện tượng chìa khóa thông minh bị phá sóng. Đoạn phố Bùi Thị Xuân thuộc quận Hai Bà Trưng, sau Bệnh viện Mắt Trung ương, trước Bệnh viện Thu Cúc trên phố Thụy Khuê, Tây Hồ, ngã tư Quang Trung, Tràng Thi, Hòn Kiếm và một địa điểm trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ. Trước đó, nhiều cửa cuốn, cửa từ, ô tô, xe máy sử dụng khóa thông minh tại khu vực ngã ba phố Vọng, Nguyễn An Ninh thuộc phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng bị vô hiệu hóa, khiến nhiều người khổ sở bức xúc. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện nguồn gây nhiễu là thiết bị điều khiển từ xa để bật tắt máy bơm nước tự động của một gia đình trong khu phố. Các thiết bị như là cửa cuốn, khóa xe thường dùng chung băng tần. Thế nhưng bản thân các thiết bị này thì không phát sóng liên tục và được tích hợp công nghệ chống nhiễu. Với thiết bị nhập lậu không được chứng nhận hợp quy phát sóng liên tục có thể dẫn tới tình trạng nhiễu sóng nên không thể hoạt động. Các thiết bị như được tìm thấy tại phố Vọng thì đều có công suất thấp, không ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.